có cái room này rất là hay quý vị cũng để ý rõ ràng luôn đó lúc trước mà chưa cái room này mình chưa chắc mình ngày tu ba bốn thời này đâu à, khi cũng bữa, bữa cái bữa đực lắm đó, chứ không dẫn đâu Chứ nó không có cái lực kéo quý vị tuy là bật âm thanh lên tu nó nhưng mà nó, nó, nó không có đặc biệt như bây giờ mà mình tu tập mà mình nhìn thấy nhau gì thật sự nó nó kéo thiệt á giờ mình muốn bỏ đi Mình không tu Hết thờ nó cũng ngộ Nó gịch mình tu cho hết thờ Nhưng bản thân biết bây giờ lên tu Cái là tu hết thờ luôn Đây là cái rất là đặc biệt mà như thứ thấy cái đạo tràng không chung này quá tuyệt vời Đúng. Lúc trước mình cũng khuyên người ta niệm Phật là tốt Đặc biệt này kia rồi Nhưng mà công việc nó kéo mình Mình không lên tu luôn Mà ngộ lắm Mình không lên tu giết Giống như mình làm biến luôn quý vị ừ. Mà mình lên tu giết giống mình ghiền như thế quý thật sự luôn là không lên tu nó làm biến á những đức nói thật là hồi đó mà thời gian mà những đức chia sẻ vào pháp không đó quý vị những đức lên tu những đức hơi bị làm biến nhưng giảng pháp chia sẻ vào pháp thì thích lắm nhưng mà ngộ thay lên tu làm biến đây là nói bản thân mình luôn 100% phần trăm luôn nhưng mà bây giờ á những đức lên tu với vị giết những đức bị quen luôn ghiền luôn giống như tới giờ là mình phải lên mình tu luôn. À, mình nghĩ rằng mình tu nhiều người cùng tu với mình mình vui lắm mình rất là mừng Tại vì mình tu mà nhiều người cũng tu Tự nhiên cái lực đó nó nó, nó làm cho mình phải, Hưng khởi cái tâm để mà mình Mình lên mình tu nhưng đức nghĩ rằng chắc những đức như vậy thì quý vị cũng vậy đó à, à, à Cư sĩ những đức sắp lên rồi kìa Mình tranh thủ lên Nó nghĩ gì vậy Cư sĩ những đức sắp lên rồi, Mình cứ tranh thủ lên nó, à, Sắp sửa tháng tháng Phật lễ Phật rồi kìa Sắp sửa nguyện hương rồi kìa Thôi tranh thủ vô Nào nó, đó đó gọi là lực kéo quý vị lực kéo cho mình tu quý vị coi bây giờ cái 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 đạo tràng của mình trên không chung mà mà giờ này hơn 900 người tu quý vị nghĩ đặc biệt cỡ nào chứ buổi tối là, là 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 bây giờ là gần 1.700 người tu quý vị đó là cái quá tuyệt vời đó, những đứa nghĩ rằng là mỗi ngày mà mình tu gì và chúng ta đều khuyên nhau gì tuyệt vời lắm nghĩa là tu xong động viên nhau và cố gắng thật sự nếu mình nghĩ rằng là ngày mai con người mình không sống được thì hôm nay chắc chắn mình không giải đãi đâu quý vị ạ chắc chắn luôn bởi vì mình nhìn cái cảnh trong cuộc đời này thật sự có những người người ta hôm qua rất khỏe và hôm nay người ta đã chết hoặc là hiện tại mình thấy mình rất khỏe có kiên chút chưa chắc mình còn sống hay không đó là cái mà bản thân mình tự nhiên nhắc nhở mình để bản thân mình siêng năng niệm phật dù ở bất cứ nơi nào mình cố gắng niệm phật vì thấy nguyên khoảng thời gian những đức đâu có chia sẻ vào pháp gì đâu còn bây giờ một ngày mà mà lên tu mà bốn thờ với mình đúng không? rồi tu xong ngồi nói chuyện chút xíu gì tâm sự với đại gia đình gì là quá quý à. thật sự quá quý nên bây giờ quý vị mỗi ngày nhìn thấy những đức cũng khỏe vừa là quý quý vị khỏi cần biết những đức ở đâu đúng không? thật sự biết làm gì vậy khi mình gặp nhau mình ngồi nói chuyện với nhau cũng là cũng là nói khuyên nhau niệm phật hoặc là nói cười vài câu thôi thấy không thôi bây giờ mình dành thời gian mình tu phức cho rồi cái nơi nào mà đông đúc thì nó cũng không có lâu dài không chi bây giờ những đức ở bên ngoài xã hội mà nơi nào nhà lớn cỡ nào thì cũng chứa vô lắm mười mấy người thôi với cái lượng người mình quen nhau thì quá đông quý vị mà biết những đức ở đâu mới bị đến thường xuyên thì những đức cũng xong luôn những đức hết ở được luôn, nó thật luôn nên, nên mong rằng những người không biết chỗ những đức Thì cũng thấy mỗi ngày tu tập gì là thấy đặc biệt được rồi quý vị Rồi những người mà biết rồi thì thôi Cũng đừng nên bao giờ đến làm chi Tại vì sao biết không? Vì chúng ta mỗi ngày tu bốn thờ gì Với việc của những đức mà Thời gian đi cho nó, nó lắng hoàn toàn hết quý vị từ nơi đó thì mình 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 có duyên mình gặp nhau nó vẫn đặc biệt hơn nhiều bây giờ mà nói mà 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 nhắn tin đồ chúng ta muốn biết chỗ ở đâu cư sĩ Nhân đức ở đâu ở đâu rồi khó tao khỏi đi bây giờ mỗi ngày gì là được rồi ở trước mặt mình rồi còn gì nữa quý vị trước mặt mình còn gì nữa giờ nên quý vị mà muốn hộ trì những đức mà để niệm phật mà tu cả đời với quý vị nghe không phải là gặp nhau đâu quý vị ơi Thật sự không phải là gặp nhau đâu Mà là quý vị lo niệm Phật mới là hộ trì Thật sự mà nói thì Bản thân những đức sống cũng lạc quan lắm Nên mình niệm Phật Mình phải biết cái nguyên lý của duyên hợp duyên tan Nên từ nơi đó Nhớ kỹ là Đừng có tìm hiểu hỏi những đức ở đâu còn chi mất công Giống như Có một người mà thật sự Người ta muốn tu lắm Nhưng mà do gì Nhiều người quý mến mà đi theo giết ông khó tu ông bị trở ngại đấy chứ nên bản thân có những đức thật sự quý vị muốn giúp những đức là gì là chỉ cần thấy mỗi ngày những đức tu chung và những đức nói chuyện với vị khuyên niệm phật là là tốt rồi đó dù mình ở phương chờ nào đó nhưng mà như vậy là chúng ta quá gần gũi quá gần gũi à. người ta nói có duyên thì dù ở xa cũng cái bên, bên mà đã là vô duyên dù ở bên cạnh đi chăng nữa cũng là xa mình đã có duyên cùng niệm Phật thì mình gần dữ lắm quý vị. Khỏi càng phải gặp nhau làm chi. Sau này nè, nửa năm, một năm gì, mình tự nhiên mình có duyên là nó đến nè, tự nhiên nó gặp. Nó gặp trong một hoàn cảnh rất bình an, rất là đặc biệt. Nó còn bây giờ thì chúng ta đừng có nên gặp nhau làm gì. Bây giờ quý vị cố gắng niệm Phật đi. Những gương mặt thân quen này, mà mỗi ngày lên tu là quý vị đang động viên những đức, những đức đang rất là vui. không? Nó còn lên tu mà thấy mất tiêu hết trơn là thôi gặp nhau làm gì <laughs> thấy không nó bây giờ giống như cô diệu lý đâu đó nó bây giờ mỗi ngày niệm phật rồi này kia diệu sưng đồ thấy không nó, nên từ nơi đó một số mấy cô đồ quen quen nè quen nhiều lắm nhưng mà đại diện một cái tên thôi nên từ nơi đó mà những đức thấy như trần lâm hay tệ thương là tu là ngày nào cũng bốn thời điều rang nhiều cô là mừng cho quý vị dữ lắm nên đặc biệt nhất là như thế nào như câu chuyển đâu này kia chúng ta tuyệt đối chúng ta không có gặp nhau tại vì sao vì cái nơi ở như đức chỉ là một cái nhà nho nhỏ thôi mình mà biết mà mình đến đó, thường xuyên đồ này kia rồi giết rồi cái nhà người ta người ta cũng không yên chứ không phải chuyện giỡn nó nên quý vị thương những đức là vì để những đức ở một chỗ yên đó. để mỗi ngày tu bốn thời quý vị á, dẫn dắt hơn cả ngàn người niệm phật mà hơn một ngàn người đó là 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 hơn hai ngàn người đó tại gia đình mà gia đình khi năm bảy người có những khi mấy chục người ta tập trung ta tu nó nên nó những đức thật sự mà muốn bình yên muốn đi niệm phật quý vị khoảng thời gian mà mình gặp nhau và tổ chức nhiều chương trình nó quá đông mà. vì thấy hồi xưa mà chủ nhật được không lễ lọc không ờ ơi quơ quạt đồ hô hà um sùm bây giờ thì thôi bây giờ chúng ta niệm phật cầu sanh cực lạc quý vị ơi nếu như cái đà đó hoài luôn ai chịu nổi mình nên nó đức phật ai với đàn ngài cũng điều chỉnh thế vì coi là những cái pháp hội đi vị thấy kinh chưa mà bây giờ dù là bao nhiêu cái cái cái, cái con người đông đúc gì nhưng mà sàn qua một cái người bên cạnh những đức còn được ba ông cư sĩ những đức trở thành cư sĩ luôn mà tới lúc này rồi mà còn tìm gặp nhau mà ào ào nữa thôi tu luôn Thấy không giết chắc là thôi chắc lặng luôn quá Yeah. Nó no, thôi Được cái duyên gì là quá thù thắng rồi Mỗi ngày tu chung rồi Mỗi ngày nghe nhắc nhở Là quý rồi nguyên khoảng thời gian vậy thấy không? Quý vị mình có nghe được chia sẻ Phật Pháp đâu Bây giờ mà mình được nghe Rồi mình được nói chuyện chung với nhau gì là đặc biệt rồi Mừng dữ lắm rồi Gặp nhau chứ nó chàng ơi là chàng. cái cõi này gặp nhau nó khổ thêm nó gặp nhau thì nói bao nhiêu lời nhớ nhung nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng 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 cũng, có khi cũng ghét luôn thương đó rồi ghét đó nó giống như thương thì muốn đội trên đầu xưa những đức giảng thấy không thương thì muốn đội trên đầu mà khi ghét thì đạp xuống đất thấy chưa nên đó là cái việc mình bản thân những đức là quý vị thấy cái vô thường rõ ràng luôn đó nó cứ nhìn đó mà cảnh tỉnh chính mình đi nó những người thương thiệt là thương rồi kế đó rồi ghét thiệt là ghét nên cái tình thương ngày xưa như đức nói quý vị thấy không hồi xưa những đức nói rằng là bên cạnh những đức đông người vậy thế mà sau này rồi còn mấy người theo những đức nói chơn là thấy chưa nên đó là cái điều mình đã cảnh tỉnh vô thường hết trơn rồi thôi bây giờ những đức á, mong rằng tất cả hàng phật tử ở nơi nào lo niệm phật ở nơi đó mỗi ngày lên tu gì nè hòa thượng Tinh công này nói á, biết nhiều phiền não nhiều đi đến chỗ đông người thì phiền phức nhiều gặp người thì nói chuyện này chuyện kia nhiều quý vị thấy rõ ràng ngồi mà bình tĩnh suy nghĩ lại đi mà cái bệnh này của mình cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị ơi cái bệnh này là cái bệnh nhiều chuyện nó dữ lắm nên thôi bây giờ mình ở nhà mình niệm phật mình lo việc nhà mình cho tốt đi nhà mình quét chưa sạch sao quét nhà người bây giờ chúng ta cùng quét nhà của mình đi quý vị những đứa cũng lo quét nhà mình quý vị cũng lo quét nhà quý vị nó bây giờ mình cùng niệm phật đi nó còn từng nào có duyên là những đức mà có cái duyên nào những đức sẽ rủi vị tập trung một chỗ mình mình lúc đó hội ngộ nó đặc biệt hơn còn bây giờ thôi cái chuyện những đức quý vị biết rồi gặp nhau chi trong thời điểm này mất công lắm nó nêu như những đức kể cái vị muốn tu hành đó mà người ta quyết mất vị đó quá mất tiêu luôn thế chưa thôi tội nghiệp cái bây giờ mà tới những đức nữa thôi những đức cũng mất tiêu luôn đó. sao mà tôi râm với vị đây được gì là mừng dữ lắm rồi quý vị ơi thật sự luôn á nên tôi mong rằng mấy cái chị biết tôi cho tôi được ở yên tu <laughs> đừng có ai tìm tôi nữa nó mô với đạo phật nên nhiều đó đủ với lắm mà tôi giờ tôi cũng mệt lắm cũng sắp chết nhớ à. chưa nên mong rằng mấy chị tha cho tôi mấy chị qua năm dọ tha cho tôi cho tôi yên tu tu. không thật sự bây giờ mà được mà kiểu mà ngày tu vốn thờ nhà đức mừng dữ lắm vì được có cái đạo tràng nên không chung hướng dẫn tu gì là mừng dữ lắm à. đừng có đi tìm hiểu ở đâu ở đâu đừng có hỏi cái này cái kiên chi mệt lắm không để như đức niệm phật đi rồi sau này đủ duyên đặc biệt dữ lắm thời gian mình còn dài mà quý vị đó là cái điều mà những đức mong rằng phật tử chịu tu là là quý mến như đức rồi gặp nhau thì cũng nói gì giờ quý vị Nó cũng dòng do tâm quốc trên trời dưới đất thôi giờ thì thật sự mà nói mừng là Cả ngày bây giờ những đứa có phiền não không Có giải quyết chuyện gì nữa chứ Không nghe chuyện gì nha nó Nên từ nơi đó mà mong rằng quý vị Sống ở đâu cũng vui và niệm Phật Đó là điều mà chúng ta mừng nhất Và hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc là tuyệt vời nhất nha Mà chúc đi an lạc Ai dưới đạo Phật Ai dưới đạo Phật Ai dưới đạo Phật Ai dưới đạo Phật ai dưới Ssss mm.